Xin chào bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn đây. Kênh YouTube của tôi là Sơn PS và chào mừng tất cả các bạn trở lại đến với khóa học trở thành chiến binh Affiliate Marketer. Vậy là chúng ta đã đi với nhau được 6 phần rồi. Hôm nay thì tôi chính thức giới thiệu phần số 7. Và cái phần số 7 này thì đáng lý ra đó thì tôi sẽ không có chia sẻ cho tất cả mọi người. Tại vì hiện tại những cái chương trình trong cái phần số 7 này là một phần vô cùng đặc biệt, thì dành cho một phần rất là nhỏ những người team leader trong cái nhóm chiến binh affiliate marketer mà thôi. Nhưng mà tôi thấy được rằng là những cái kiến thức hay như vậy mình cần phải đi chia sẻ cho nhiều người biết được những cái giá trị vô cùng tuyệt vời này. Bởi vậy nên tôi đưa ra một quyết định, đó là những cái kiến thức chỉ dành cho những người team leader trong khóa học trở thành chiến binh affiliate marketer, và tôi sẽ chia sẻ nó lan rộng ra cho tất cả mọi người. Và đây cũng chính là cái may mắn của tất cả các bạn khi mà các bạn biết được tới cái chương trình học miễn phí này, và cũng như là cái phần học số 7 là một phần vô cùng tuyệt vời, nó rất là đặc biệt. Tôi muốn nói nó là như vậy. Tại vì sao nó đặc biệt? Có những kiến thức mà trước giờ tôi chỉ chia sẻ cho những người team leader mà thôi, là những cái người mà đội trưởng, những cái người nhóm trưởng đã cùng với tôi để điều hành một group. Mỗi team leader sẽ điều hành group từ 6 người đến 8 người như vậy. Và tôi thường xuyên live stream và chia sẻ cho họ những cái kiến thức, những cái tư duy chiến lược. Và quan trọng nhất là cái tư duy mang tầm chiến lược, còn thực sự là những cái kỹ thuật hay là cái cách làm như thế nào để thành công được thì nó vô cùng đơn giản thôi các bạn. Nó rất là đơn giản, có nghĩa là chúng ta chỉ cần biết được về kỹ thuật thì nó rất là dễ để làm như thế nào. Còn cái việc mà tư duy về chiến lược thì những cái người team leader này được nhận những cái kiến thức này từ tôi rất là nhiều thông qua những buổi live stream. Và tới ngày hôm nay thì tôi quyết định đưa ra là tôi sẽ chia sẻ những kiến thức mà trước giờ tôi vẫn giữ kín ở trong group team leader. Và cái ngày hôm nay thì tôi sẽ quyết định tạo ra cái phần số 7 này. Và phần học số 7 này thì nếu như bạn xem được tới video này thì chứng tỏ bạn cũng chính là một người vô cùng tuyệt vời, là bạn đã đi tìm kiếm sự thành công. Tại sao tôi lại nói như vậy? Tại vì nếu như theo một cách thông thường thì bạn không thể nào mà tìm tới được cái video này. Tại vì tôi không có public lên Facebook, tôi không có post video lên Facebook, mà bạn biết được nó thông qua cái việc mà bạn vào kênh YouTube Sơn PS, hoặc là bạn vào sonps.com, hoặc là một lý do đặc biệt nào đó tôi đã gửi riêng cho bạn cái thông tin này, nên bạn mới biết được cái phần số 7. Nên hãy tự thưởng ở chúng ta một cái lời khen. Ok, cảm ơn các bạn. Và trong video này thì tôi tin rằng khi mà bạn đã xem hết 6 cái phần vừa rồi thì bạn đã có một cái khái niệm căn bản, cũng như là cái cách kiến thức cơ bản nhất để làm affiliate rồi. Và trong cái phần số 7 này, đây là giống như là cái phần để giúp bạn khai sáng hơn, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn và giúp bạn trở thành thành công hơn trong lĩnh vực affiliate này. Và tôi tin rằng đôi khi có một số kiến thức bạn nghe tới thời điểm hiện tại bạn chưa có hiểu được và chưa áp dụng được, nhưng không sao cả. Trong cuộc sống của chúng ta là kết nối những cái điểm, connect the dot, kết nối những cái điểm lại với nhau. Đôi khi chúng ta đang tìm những mảnh ghép, đúng không các bạn? Thì có thể là bạn chưa thành công được bởi vì bạn đang còn thiếu một mảnh ghép rất là nhỏ thôi. Nhưng trong cái quá trình mà bạn tìm kiếm như vậy thì cái mảnh ghép nó ghép vào, thì bạn có một sự thành công vô cùng lớn. Nên tôi rất là hy vọng chúng ta, tôi và bạn sẽ cùng đi với nhau trong một chặng đường dài sắp tới nữa. Bởi vì nếu mà khóa học trở thành chiến binh Affiliate Marketer này kết thúc đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn gặp gỡ lẫn nhau rất là nhiều lần, thưa các bạn. Bởi vì tôi còn những khóa học về kiếm tiền Affiliate Mobile, kiếm tiền bằng điện thoại di động, hay là làm kiếm tiền trên YouTube. Nhưng mà cao cấp hơn thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn, chỉ cho bạn cái cách để làm sao mình có thể trở thành một vlogger nổi tiếng trên cộng đồng mạng, trên YouTube. Hoặc là tôi sẽ giúp cho bạn tạo ra một video để bán hàng. Và từ cái video đó thì bạn có thể bán cái sản phẩm, dịch vụ mà bạn đã kinh doanh. Hoặc nếu như bạn không có sản phẩm, dịch vụ thì bạn dùng video đó để bạn bán hàng affiliate cũng được. Nhưng bên cạnh đó thì cái cách mà tôi thường làm thì tôi sẽ dùng chính cái video để tôi tạo ra một thương hiệu cá nhân. Và từ thương hiệu cá nhân giúp người ta biết mình, thích mình, tin tưởng mình ở góc độ chuyên gia, thì lúc đó mình sẽ bán được rất là nhiều hàng.
Được không ạ? Và bên cạnh đó thì còn rất là nhiều khóa học nữa. Ví dụ như là tôi sẽ cùng với bạn để làm sao mà chúng ta có thể điều hành doanh nghiệp đi chẳng hạn. Hay là xây dựng một bộ quy trình, một bộ chiến lược cho một công ty. Nếu như các bạn mà hay theo dõi tôi ở trên Facebook thì bạn sẽ biết được rằng vào năm 2017 này thì cái mục tiêu của tôi rất là lớn, có nghĩa là tôi sẽ có 17 doanh nghiệp, 17 công ty và tôi sẽ cùng với cả 17 con người khác tuyệt vời hơn, 17 team leader sẽ cùng tôi tạo ra 17 công ty này. Thì tôi sẽ làm cái cách nào để có thể sở hữu được 17 công ty trong một năm như thế? Ai sẽ là người điều hành công ty đây? Và nếu như công ty hoạt động không có tôi thì nó có chạy được hay không? Được chưa? Và đây chính là những cái câu hỏi mà tôi sẽ trả lời cho tất cả các bạn vào trong những chương trình về sau này. Nên bởi vậy chúng ta sẽ còn làm việc với nhau rất là dài. Và trong thời gian tới, tôi còn làm thêm một kênh YouTube channel về cái cuộc sống người Việt đang ở đất nước Việt Nam này. Nhưng mà mình có ý định là mình sẽ đi ra nước ngoài. Thì bởi vậy khi mà mình đi ra nước Mỹ đi thì mình sẽ cần học tiếng Anh như thế nào, chuẩn bị giấy tờ ra làm sao, rồi mình sẽ đi qua bên đó thì mình làm công việc gì. Hay như là đối với bản thân tôi thì khác, tôi mong muốn rằng khi mà qua bên nước Mỹ thì tôi không phải là đi làm công ăn lương, mà tôi tin rằng là tôi có thể sở hữu được doanh nghiệp bên đó. Tôi sẽ thuê được người Mỹ, thuê được người nước ngoài làm công cho tôi. Và bên cạnh đó là cái tư duy và chiến lược hay là cách làm như thế nào, tôi sẽ sở hữu được doanh nghiệp cả triệu đô ở trên đất Mỹ. Và đó chính là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ và cùng đi với các bạn trong thời gian tới. Và khi chúng ta đã đi tới phần số 7 thì tức là trong phần số 7 này thì tôi sẽ có khoảng 50 bài giảng vô cùng chất lượng và giá trị cho tất cả các bạn. Và tính tới thời điểm hiện tại của tôi á thì nó có gần 2.000 người đăng ký tham gia khóa học này rồi. Thực sự là khóa học này chỉ ra 3 triệu 500 nghìn đồng, nhưng mà cái giá tôi dạy cho các bạn là hoàn toàn miễn phí. Tại vì sao tôi lại làm như vậy? Đơn giản một điều rằng tôi nghe người thầy của tôi đang ở bên nước Mỹ, thầy nói rằng khi mà mình là người Việt mình qua nước Mỹ thì mình thấy được một điều rằng người ta hay xem thường người Việt Nam, người ta nói Việt Nam là thế giới thứ ba. Nên bởi vậy tôi cảm thấy rằng là mình cũng là người Việt, mình cần phải làm một điều gì đó để giúp cộng đồng người Việt, mình phải giúp cho dân tộc của mình phát triển lên. Và đó chính là cái sứ mệnh của tôi. Nên thực ra đây là khóa học với cái giá tiền rất là cao. Nên nếu như các bạn đã từng những học viên đã từng học tôi thì biết, đơn giản là tại tôi cảm thấy rằng là mình sẽ không bao giờ mình giảm giá khóa học của mình. Thà mình tăng giá hoặc là mình sẽ dạy miễn phí hoàn toàn. Nên ngày hôm nay tôi biết rằng tôi nghĩ rằng có một số bạn rất là muốn học những khóa học tuyệt vời, nhưng mà bạn phải học và trả phí rất là cao. Nên ngày hôm nay tôi muốn tạo ra một chương trình học hoàn toàn miễn phí. Và nó có trong cái chương trình học là trở thành chiến binh affiliate marketer. Đây chính là cái nền tảng, cái căn bản, cái gốc rễ của bạn để giúp bạn thành công trong tương lai. Và tôi tin rằng tôi sẽ là người bạn đồng hành chung với các bạn trên con đường sắp tới trở thành những người marketer tài ba nhất. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi và đi chung với nhau trên con đường sắp tới nha. Nên tôi có một câu nói rất là hay và tôi luôn tâm đắc, có nghĩa là nếu như bạn muốn đi nhanh thì bạn hãy đi một mình. Còn nếu như bạn muốn đi xa thì bạn cần phải đi với nhiều người, chúng ta cần phải đi tập thể. Bởi thế, khi mà tôi tạo ra những chương trình hoàn toàn miễn phí như vậy là tôi cần rất là nhiều những người anh em đi chung với tôi trên con đường chặng đường sắp tới. Và để tạo ra được 17 doanh nghiệp, 17 công ty thì tôi cũng cần phải 17 người anh em cùng với tôi vào sinh ra tử. Chúng ta sẽ cùng điều hành, quản lý cái doanh nghiệp sắp tới của chúng ta. Ok nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong cái phần số 7 vô cùng tuyệt vời này, chỉ dành cho những người team leader. Ok, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Và bạn đừng quên like cái video này, hãy comment cái lời cảm nhận của bạn ở phía dưới, cũng như đăng ký cũng như subscribe kênh YouTube của Sơn PS để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Ok, xin chào các bạn nha.